Rồi chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày 12 tháng 12 nha. Cây Motorola, cây này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nha. Motorola bán sỉ thì rất là rẻ nha. Còn ai muốn biết tên máy thì đánh vô cái số kiểu máy nha. Android thì 7.1 luôn. Tên của nó đây nha, tên của nó là XT1770 á. Motorola RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình rất là đẹp luôn. Nói chung là cây nào cũng đẹp nguyên cây nha. Bên mình có 3 cây nha. Đó, 3 cây nha. 3 cây, nếu mà ai mua hết thì bán sỉ 3 cây luôn. Vì có 3 cây giống y chang nhau, cũng RAM 3, bộ nhớ 32GB luôn. Đó, có 3 cây, cây nào màn hình cũng rất là đẹp nha. Bán 600 ngàn một cây nha, 600 ngàn một cây. Còn bán sỉ thì ai mua hết 3 cây thì giá khác nha. Cây Huawei, cây này như Huawei N21 thì đúng rồi, Huawei N21 nha. Cây này Android còn 6 chấm nhé, 6.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Huawei vỏ bên ngoài thì sườn nó xấu nhé, nó sườn nó bị chảy chụa cũng rất là xấu luôn. Cái này là người ta dán vô hay gì đó, còn nước ngoài thì nó chảy chụa hay là keo hay gì đó. Cái này bán 400 ngàn nha, Huawei N21 bán 400 ngàn nha. Cây Oppo F3 LED, cây này quên chưa có sạc pin vô. Cây này là không có bị lít kính nha, cây này không có bị lít kính. Oppo F3 LED, cây này bán 700 ngàn nữa nha, 700 ngàn. RAM 4, bộ nhớ 64GB, không phải hết pin. Cây này bán 700 ngàn nữa nha, Oppo F3 LED. Còn cây lít kính hôm qua này bán là 500 ngàn rồi. Cây này Android 6.1 luôn, RAM 4, bộ nhớ 64GB, bán 700. Cây Samsung A71 nha. Samsung A71, cây này phiên bản tiếng Việt nha, tại vì mới reset máy chưa có mở ra nha, phiên bản của nó là tiếng Việt. Máy của dòng Trung Quốc nha, máy này là của Trung Quốc. Đó, máy này là của Trung Quốc nha, có tiếng Việt đầy đủ nha. Cái này thì mai mình kiếm cái nắp của A71 khác mình bỏ vô nha. Còn để vay luôn thì bán 400 ngàn nha, còn mình thay nắp vô thì giá 500. Samsung A71, máy của Trung Quốc. Mặt kính thì rất là đẹp nha, màn hình cũng rất là đẹp luôn. Bán 500 ngàn mà máy đẹp. Còn Samsung AZ7-2016 nha. Cây này hết pin rồi. Cây này hết pin rồi. À, còn pin, lúc nguồn này nó hơi cứng nhé. Samsung AZ7-2016, màn hình rất là đẹp luôn. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn, cái lúc này của nó hơi bị cứng nha. Lúc này của nó là hơi bị cứng, có gì để mình sửa lại nha. Cây này bán
bán 600 ngàn thôi nha. G7 2016, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Còn Samsung G2 Prime nha. Cái này thì vỏ xấu nha. Máy vỏ xấu thì giá 250, còn máy vỏ đẹp nguyên cây thì giá 350 nha. Nếu mà ai muốn lấy vỏ đẹp thì giá 350, còn cây này thì nó xấu như vậy thì mình bán giá 250 nha. Màu hồng cũng có nha. Cây màu hồng cũng có và màu vàng cũng có nha. Màu hồng thì chỉ có 250 thôi, không có máy đẹp nha. Còn màu vàng thì có máy đẹp. Giá 350. RAM 1GB dưới nha, bộ nhớ Samsung G2 Prime, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, Android thì trên 6 chấm. Tải Bluetooth là ok nha. Tải Bluetooth đỏ luôn. Còn Samsung G7 2015 nha, hay gọi là G700. Nó G700Hz nha. Cây này thì Android cũng trên 6 chấm nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB, máy là đẹp nguyên cây luôn. Bán 600 ngàn, Samsung G700, màn hình cũng đẹp luôn nha. Bán 600 ngàn nha. Còn cây Redmi S2 nha, cây Redmi S2, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Redmi S2 RAM 3, bộ nhớ 32GB, Android là cũng còn cao nha. Mấy dòng này đời sau thì Android nó cao nha. Đó, Android của nó là rất là cao luôn. Cái này bán 800 ngàn nha. 800 ngàn, ai muốn biết thông tin thì mình đánh lên Redmi S2. Bán 800 ngàn. Còn Oppo F5 nha. RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này thì màn hình đẹp nha. Đó, màn hình thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở trên camera thì hơi hở ánh sáng nha. Cái này thì bán 700 ngàn nha. 700 ngàn Oppo F5, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Ai muốn biết thông tin thì đánh vô Oppo F5. Còn có một cây này cũng Oppo F5 luôn. Cây này thì rẻ tiền này. Vì màn hình nó hơi bị xấu nha, hơi bị đốm này. Đó, nó phần xấu thì mình cũng chỉ rõ ra hết rồi nha. Chứ đừng có bảo mình quay lại chụp lại nó không có gió đâu. Còn để vậy quay là rất là gió rồi. Còn đó, màn hình nó ra là xấu nha. Cây này bán 500 ngàn nha. 500 ngàn, tên cái máy của nó là Oppo F5, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Còn phiên bản Android thì trên 7 chấm. Cây này bán 500 ngàn. Còn Samsung G6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này thì 700 ngàn. Ai muốn biết thông tin thì đánh chứ Samsung G6. Nó Samsung G6 đó, RAM 3, bộ nhớ 32GB, phần mềm Android thì nó còn cao nha. Android là nó tới 10 chấm luôn, cây này bán 700. Màu vàng cũng vậy nha. Đó, cây màu vàng thì cũng bằng giá nha, cũng Samsung G6 đó, có hai cây nha. Còn ai chốt hai cây luôn thì mình bán rẻ luôn. Còn có cây này thì giá rất là bèo luôn, cây Blue dòng máy của Mobitac nha. Blue của nó là dòng máy của Mobitac. Cây này thì Android là có 5.2 thôi nha. Xài Bluetooth màu xanh thôi nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Nó giá rất là bèo luôn. Nó bị lỗi ngay chỗ này nha. Nó bị bể ngay chỗ này nè, cho nên là không có chế được nước nguồn này.
Cây này bán 200 ngàn đó nha, 200 ngàn blue nha. Blue bán 200 ngàn. Còn cây Samsung A20, cây này thì bán 800 ngàn, RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này bán 800. Còn ai muốn biết thông tin thì đánh với Samsung A20. Android thì cao rồi nha, Android thì rất cao luôn. Cây này bán 800, vỏ xấu nha. Còn Sony C6 nha, Sony C6, dòng máy này lâu lắm rồi, hôm nay mới xuất hiện lại này. Cây Samsung ấy, Sony C6 nha, tên của nó là F3211 nha. Android là 7 chấm luôn. Cây này bán 600 ngàn đấy nha. Vỏ sau thì nó hơi xấu chút, bán 600 ngàn. Đó, màn hình zin rất là đẹp luôn. Sườn cũng xấu nha, bán 600 ngàn, Sony C6. Hôm trước mình bán là 800 không. Cây Redmi Note 5 nha, RAM 4, bộ nhớ 64GB nha. Cây này là màn hình zin luôn. Cây này bán 800 ngàn nha, 800 ngàn. Mặt kính sau rồi nó hơi bể nha, chắc mai bóc ra luôn cho nó dễ coi chút. Cây này bán 800 ngàn nha, Redmi Note 5. Còn cây Oppo A5s, RAM 3, bộ nhớ 32GB, A5s, cây này bán 800 ngàn nha, 800 ngàn. Là vỏ sườn của nó thì nó cũ thôi nha, nó cũ thôi. Cây Samsung C7, Samsung C7 nha, RAM 4, bộ nhớ 32GB nha. Đó, Samsung C7, cây này thì bán 900 ngàn nha, 900 ngàn, màn hình zin rất đẹp luôn, bán 900, Samsung C7. Còn A6+ nha, Samsung A6+, cây này thì bán 900 ngàn nha, 900 ngàn, Samsung A6+, cây này thì RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, Samsung A6+, cây này bán 900 ngàn nha, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này lúc nãy giới thiệu cây G700. Còn cây Samsung A7 2018 nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đó, màn hình rất đẹp nha, bộ nhớ 64GB. Samsung A7 nha, A7 2018 nha, nắp đít còn chưa dán vô luôn. Đó, vỏ sườn rất là đẹp nha. Cây này bán 1,1 triệu nha, A7 2018. Còn cây Oppo F7 nha, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cây này thì bán 900 ngàn nha, 900 ngàn. Vỏ xấu, vỏ đẹp thì giá là 1,1 triệu. Bảo hôm nay đi bỏ chạy cây này mà quên mất tiêu luôn. Cây Samsung G4+. Còn đồng hồ nha, đồng hồ còn một cái duy nhất nha, 150 nha. Coi giờ giấc này kia đây. Còn Samsung Tab E nha, Samsung Tab E Android có 4.4 nha. Cây này thì coi Bluetooth màu xanh nha. Đó, coi Bluetooth màu xanh nha. Cây này thì bán 500 ngàn nha. Còn ai muốn Android cao thì giá 600 ngàn nha. Cây tải Bluetooth đỏ được thì 600 ngàn. Còn cây Tab 8 nha, cây Tab 8 này thì bán 800 ngàn thôi nha. Cây Tab 8 này Android nó 11 chấm luôn nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800 ngàn. Còn Tab E,
tắp tắp AB355 nha, thì vẫn bán giá là 600.000 nha. Android là 7 chấm nha. Android là 7.1 nha. Cây này thì bán 600.000 nha. Còn ai muốn cây mẹ nó nè, mẹ nó đây. Mẹ nó là B555, cây này thì bán 700. Đó, cây to cây nhỏ. Tại vì cây này thì màn hình nó xấu nha. Màn hình nó đốm trắng cho nên là bán 700. Còn cây tắp 10 nha, tắp 10 thì bán 600.000 nha, hết pin rồi. Cây này thì màn hình đẹp nha. Còn mặt kính thì chứ không có chảy xước. Đó, còn tắp 4 thì 600.000 có tiếng Việt. Đó, tắp 4 nha. Android thì có 4 có 5.1 nha, tải luôn tốc màu xanh này nha. Nó bán 600.000. Còn Huawei thì RAM 2, bộ nhớ 30, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 9 bán xẻ luôn nha, 800.000 luôn nha. Cây Huawei nha. Bán 800.000 luôn. Cây này RAM 2 nha, bộ nhớ 16GB nha. Ai muốn coi thông tin nó coi hôm qua nha. Tên máy của nó là T310 nha. T310, Huawei T310. Rồi ai mua thì chốt cái cạc Viettel 50.000 nha. Rồi shipper tới nơi kiểm tra máy và trừ ra. Ai chuyển khoản nguyên cây thì mình bao ship. Ai chốt 2 cây một lần mình bao ship nha. Rồi thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy thì liên hệ lại mình, hoặc là shipper nó đưa tới mà có bể lít màn hình gì thì báo lại mình hỗ trợ ship khác, tiền cọc mình bấn trừ ra nha. Rồi chào bà con cô bác nha.